life, we're finally earning mine. Came back and I'm broke. Các bạn anh em đây là con MCX của nhà Lê Vui mới. Và Lê Vui dạo này hay chơi những kiểu mà tặng cho anh em một bộ body nữa. Đấy, có cách nét găng như thế này. Và theo tôi đánh giá, tôi trải nghiệm vừa qua thì tôi thấy ưng nhất con MCX này trong bộ sưu tập mới của nhà Lê Vui. Bởi vì sao? Anh em cùng tìm hiểu. Thứ nhất này, anh em sẽ có rất nhiều cái tiết kim loại. Ví dụ như là cái nòng bên trong kim loại này, cái flat header này kim loại này, bảo vệ ống dẫn này của nó cũng là kim loại luôn. Lệnh kéo đạn bằng kim loại, nắp gear box chắc chắn là bằng kim loại rồi. Bên trong này, blowback kim loại, nhà blowback cũng là kim loại luôn. Bánh răng các thứ của nó chắc chắn là kim loại nhé. Tiếp theo, anh em sẽ có thêm cái gì? Đó, đó chính là những cái lấy chuyển chế độ này, rồi công tắc để đảo băng đạn này, trái cả của nó cũng sẽ là kim loại. Ở dưới phần bán của nó thì giống với bán con kiểu MPX của nó sẽ là hai dạng kim loại ở đây. Chắc chắn cho anh em về vấn đề là tì ba các thứ thoải mái. Còn đây là một cái gì nữa, một cái móc treo này cũng lại bằng kim loại nốt này. Đánh giá thêm một phần một chút nữa, từ đầu xuống đến thân súng nhá, thì cái phần rác này cầm rất chắc chắn. Tôi cảm nhận là Lê Vui đã không làm thì thôi, làm thì đều một đà cả. Đây, chắc chắn cực kỳ. Anh em ở trong một cái kéo rai này, ở đây lắp thêm phụ kiện nhá. Và có một cái hay của nó nữa, chính là phần rai trên này thì ở giữa nó hơi vọng xuống, tạo cho anh em cảm giác cảm thấy sẽ đẹp hơn. Nhưng chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến vấn đề. Ví dụ anh em lắp rai, lắp phụ kiện này, lắp cái cốt các thứ ở đây không ảnh hưởng gì đâu. Và phần body của nó vẫn cứ là nguồn nào, nguồn cực kỳ, nguồn từ chất liệu ni lông, nguồn tới những cái chi tiết thông tin này được khắc chìm các thứ đều rõ ràng và cảm giác trông nó xịn sò lắm, như kiểu đồ của Airsoft ấy. Băng đạn của nó thì đánh giá chưa có gì nổi bật lắm, đơn giản là một mát thì không có thông tin gì nhiều ở đây, chẳng có gì cả. Phần tay cầm thì sao, tay cầm cũng có cái chống trơn này, có các đường hoa văn này, đường cắt này để tăng khả năng ma sát cho anh em này. Đấy, điểm qua những cái cơ bản của con MCX thì cho anh em làm một tí liên quan tới chiều dài cân nặng đi, làm thể thu hết vào xem để con là một dòng CQB dài bao nhiêu. Con này thu hết bám vào nó rơi vào tầm 59 cm, và con kéo bám ra nó sẽ rơi vào tầm bao nhiêu, rơi vào là 69 cm, gần 70 cm anh em ạ. Cũng khá là vừa vặn với anh em là một chút nhỏ cũng có và muốn thích nó cân bằng hơn, nó dài hơn, anh em tác chiếu những cái địa hình mà nó rộng á, thì đây vẫn là phù hợp. Và thử một tí liên quan tới cân nặng đi, thử đốt cân nặng xong rồi ra đi test luôn, chứ nói nhiều này anh em không tin đâu. Gần 1.8 cân anh em ạ, quả chắc ngon lành đấy. Bây giờ ra đi test luôn nhá. MCX của Lê Vui từ tiếng Việt nhá. Ui, một bên là rách rồi. Ui. MCX không quá khó khăn đâu. MCX ổn định từ khoảng 70 đến 75 mã trên đây. Thử chính xác của MCX với bia tự động đồng cấp nhá.
của MCX. Đạn vẫn tập trung ở khu vực trên tâm người một chút, về phía bên trái và có một vài viên lạc đã về bên phải. Tất cả những gì muốn nói tôi nói hết rồi nhá. Những cái bài test thì anh em đã xem rồi. Vậy thì anh em có điểm gì chê em đó hay khen gì em đó, hãy cho tôi một vài comment xuống bên dưới bình luận ngay lập tức để chúng ta cùng được thảo luận với nhau về con MCX của lễ hội này nhá. Xin chào và tạm biệt anh em.